Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Nữ sinh Việt rủ nhau cùng trốn, bỏ học Anh đi vào các động. Vâng, các bạn cũng đã chú ý trong thời gian vừa qua rất nhiều những thông tin đã đăng tải về việc 39 người Việt Nam đã chết trong container đông lạnh tại Anh. Và cũng tại đây, hiện nay cảnh sát đang tiếp tục điều tra về các bánh lới của các tội phạm buôn người đưa vào Anh qua đường du học. Và đây là bài báo mới nhất của Anh đã đăng tin về việc đó. Phóng sự điều tra của tờ báo Anh The Times hé lộ các trường tư thục hàng đầu nước này đã kiếm được hàng trăm ngàn bảng Anh từ học sinh Việt Nam sang Anh bằng visa du học và biến mất bí ẩn sau đó. Theo tờ The Times, các nhóm buôn người đã đưa người trẻ Việt Nam có em mới 15 tuổi đến Anh thông qua visa du học hợp pháp do các trường tư thục bảo lãnh. Các học sinh này thường trả học phí của một học kỳ, sau đó biến mất chỉ trong vài tuần hoặc vài tháng khi bắt đầu học tại trường. Những trường hợp mất tích như vậy được tin có nguy cơ bị lôi kéo và làm việc cho các tiệm làm móng tay, nai, các trại cần sa hoặc nhà thổ tại nước sở tại. Đây là hình ảnh của bài báo trên báo The Times của Anh vừa đăng tải về các trường hợp học sinh Việt Nam sang học ở trường của Anh rồi mất tích luôn sau đó ít tháng. Và nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ, đây là phía sau họ đã chụp hình ngôi trường đó và bên cạnh là hình ảnh của những người hiện nay đã bị mất tích và cảnh sát vẫn tiếp tục truy tìm những người này. Và cái điều rất tai hại là đa số những cái người mất tích lại là người Việt Nam và khi sang du học lại là nữ. Và điều lạ là những học sinh này khi tuổi đời rất trẻ nhưng dường như họ đã tìm mọi cách để sang Anh một cách hợp pháp để rồi lại trốn đi. Và những cái bài báo đó tiếp tục đăng tải những cái thông tin rất mới về cái trường hợp mới này. Đây là hình ảnh cảnh sát Anh kiểm tra hộ chiếu của người nước ngoài tại đây. Cuộc điều tra của The Times phát hiện ít nhất có 21 trẻ em Việt Nam đã biến mất khỏi các trường nội trú và cao đẳng tư thục trên khắp nước Anh trong 4 năm qua. Các em hầu hết là nữ và đều có visa trường tư, tức là visum. Phát hiện này làm dấy lên các nghi ngại rằng bọn buôn người đang lợi dụng visa cấp cho du học sinh để đưa lậu trẻ em từ Việt Nam sang đảo quốc sương mù. Cảnh sát và Bộ Nội vụ Anh đang điều tra về các vụ mất tích khả nghi, nhưng rất nhiều trường hợp vẫn chưa được làm rõ và cũng chưa tìm thấy những người này. Có những thiếu nữ Việt Nam khi mất tích chỉ mới 16 tuổi mà thôi, và bài báo này tiếp tục đăng tin. Đây là hình ảnh cảnh sát Anh đang điều tra trong những tiệm làm móng tay của người Việt làm chủ và đã bắt được rất nhiều những người làm không giấy tờ, và trong đó có những học sinh của Việt Nam đã sang Anh du học và sau đó mất tích ở các trường thì lại xuất hiện ở những tiệm làm móng tay này. Một thiếu nữ đã bị biến mất năm 16 tuổi vẫn mất tích suốt 3 năm qua và nhiều em khác được phát hiện đang làm việc trong các tiệm nai, tức là làm móng tay trên khắp nước Anh. Thông tin được công bố sau vụ phát hiện 39 thi thể người nhập cư trong một thùng xe container ở hạt Essex hồi tháng trước. Các công dân Việt Nam hiện nằm trong nhóm công dân ba nước có nguy cơ hàng đầu là nạn nhân của bọn buôn người vào Anh. Quỹ từ thiện Mọi đứa trẻ đều được bảo vệ trước nạn buôn người thống kê các trường hợp trẻ em người Việt được giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ đã tăng từ 135 em năm 2012 lên 704 em hồi năm ngoái. Đây là con số thống kê của tổ chức tại Anh. Và nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ là hình ảnh của những người Việt làm móng tay ở đây với những sự kiểm tra càng ngày càng gắt gao của cảnh sát Anh. Và có trường hợp nữ học sinh Việt Nam đã chui qua cả cái lỗ thoát hiểm rất nhỏ dùng để cho cứu hỏa để trốn khỏi khu trường trong đêm. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem. Đấy là một trong những ngôi trường như vậy. 8 trẻ em người Việt đã mất tích khỏi trường Tesla, một trường tư thuộc quản lý của tổ chức giáo dục Astum, có chi phí học phí là 25.000 bảng, tức là gần 750 triệu đồng mỗi năm ở phía tây London. Một cựu nhân viên của trường tiết lộ, một nữ sinh đã chạy trốn vào ban đêm thông qua một lỗ thoát hiểm hỏa hoạn. Sự cố đã khiến nhà trường vô cùng kinh hãi vì lo ngại bê bối xảy ra. Và đây là hình ảnh của trường tư thục nơi có 8 trẻ em người Việt đã mất tích trong thời gian đó. Và tất nhiên cảnh sát sau đó đã truy tìm và phát hiện ra những nhiều thiếu nữ Việt Nam trẻ tuổi này khi trốn sau khi trốn khỏi trường lại đang làm việc trong những tiệm móng tay tại Anh. Và tiếp tục những cái thông tin tiếp theo. Đây là hình ảnh của một cái ngôi trường rất danh tiếng tại Anh
cũng tại khu trường này lại cũng có những người Việt Nam đã đến học, học sinh và đã trốn. Tại trường MB, nơi quảng cáo đã dạy học cho con cái và cháu chắt của các vị vua, nguyên thủ và các nhân vật ưu tú khắp toàn cầu, một thiếu nữ 15 tuổi Việt Nam bắt đầu theo học từ tháng 9 năm 2017 đã không quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Hơn một năm sau, người ta mới tìm thấy cô bé đến từ Quảng Ninh này tại một tiệm Nike ở Yorkshire. Và để gần lại, các bạn thấy những ngôi trường Anh rất cổ điển, cổ kính và những học phí ở đây rất cao. Nhưng cuối cùng thì học sinh Việt Nam, cô học sinh Việt Nam này chỉ học được một thời gian rất ngắn và sau đó là cũng trốn mất. Và tình trạng bỏ trốn khỏi trường đã diễn ra ở nhiều trường khác nhau ở Anh chứ, và với đa số rất đặc biệt lại là nữ. Và đây là hình ảnh tiếp theo. Đây là hình ảnh của trường DED College ở tại London. Tại trường DED tại London, nơi cùng thuộc tập đoàn quản lý với trường dự bị đại học mà có công tước xứ Cambridge và Sussex từng theo học, ba cô gái người Việt đã biến mất ngay sau năm học mới, một em mới 15 tuổi mà thôi. Bốn học sinh người Việt cũng biến mất khỏi trường Cambridge College CTC ở miền Nam London kể từ năm 2016. Trong số này có một thiếu nữ 16 tuổi đang ở cùng một gia đình bản địa. David Winston, cựu hiệu trưởng trường, nói vụ việc đã gióng hồi chuông cảnh báo báo động về nạn buôn người, nó đã trở thành một dạng bê bối. Và để gần lại, các bạn thấy những khu vực của trường của Anh ở London rất đẹp và với những sinh viên đang nghỉ giải lao giữa giờ, và tại đây có những sinh viên Việt Nam đã theo học, học sinh theo học và cuối cùng cũng đã trốn đi. Các băng đảng buôn người đã lợi dụng chính sách du học của Anh để tiếp tục đưa người vào nước này trong thời gian qua. Đây là phát hiện của cảnh sát. Và đây là hình ảnh của nhóm trường Bentley, nơi cung cấp rất nhiều những khóa học cho các nước trên thế giới có nhu cầu, và trong đó có Việt Nam. Tương tự, nhóm trường Bentley, nơi đang cung cấp cho các học sinh quốc tế tiếng Anh và sự chuẩn bị cần thiết để bước vào đại học, đã trình báo về sự biến mất của ba học sinh Việt Nam tại trường của họ ở London và Birmingham. Một cựu giáo viên của nhóm trường này kể, vào các kỳ nghỉ các em không quay trở lại, không ai trả lời điện thoại, có lỗ hổng là ai? Ai đã nhận ra đây là một cách để đưa các cô gái Việt Nam này vào mạng lưới? Theo trường Proctorhouse College, nơi tuyển dụng rất nhiều học sinh tại các thị trường quốc tế, hai học sinh đến từ Việt Nam đã bỏ trốn khỏi nơi đây. Như vậy là các bạn thấy rất rõ là với hệ thống giáo dục của Anh rất tốt như thế này, rất nhiều nước trên thế giới đã đến học, nhưng Việt Nam thì thay vì đến học, đến đại bỏ trốn và ra ngoài để đi làm những cái việc bất hợp pháp. Và trường tại Anh đã cử các giáo viên đi cùng cảnh sát truy tìm những học sinh bỏ trốn đó. Và đương nhiên, đấy là cái điều mà rất không hay cho những cái học sinh khác khi tới Anh du học trong thời gian tới. Và Pat Saini, một luật sư nhập cư thuộc công ty Manchester, chuyên tư vấn cho nhiều trường học, gọi các dịch vụ mất tích như trên là vấn đề bảo vệ họ gặp phải ở các trường đã đi tìm học sinh ở một số khu vực nhất định tại Anh. Họ đang lùng sục quanh một số thị trấn với sự hỗ trợ của cảnh sát. Năm 2017, Hội đồng trường, Độc lập và Hiệp hội các trường nội trú đã gửi thư khuyến cáo các trường thành viên phải cẩn trọng khi nhận du học sinh Việt Nam. Thì đây là cái điều rất là đặc biệt, vì riêng du học sinh Việt Nam thì bỏ trốn rất nhiều. Cho nên chính vì vậy mà các hiệp hội của các trường này đã gửi thư cho các trường và phải nói rằng là các trường rất cẩn thận khi nhận học sinh từ Việt Nam. Và đây cũng sẽ là một thiệt thòi cho những người thực sự muốn đi sang Anh du học nhưng cuối cùng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi họ có những thông báo như vậy. Và với lệ phí khóa học khoảng nửa tỷ đồng mỗi năm, nhưng các học sinh Việt Nam cuối cùng thì vẫn bỏ trốn khỏi những cái trường này. Đây là hình thông tin tiếp theo. Đây là hình ảnh của Bộ Nội vụ của Anh. Tất cả các trường nêu tên trong điều tra của tờ The Times đều tuân thủ quy trình và trình báo các vụ mất tích cho cảnh sát cũng như Bộ Nội vụ Anh. Tất cả các trẻ em nói trên đã đến Anh bằng visa diện du học cho trẻ em, vốn được các trường bảo lãnh và không đòi hỏi kiểm tra trình độ tiếng Anh. Các em hoặc ở nội trú hoặc ở được phân ở các gia đình người bản địa. Những đứa trẻ này phải trả từ 5.000 đến 10.000 bảng, tức là 150 triệu đến 300 triệu đồng cho học kỳ đầu tiên nhưng đã biến mất trong vòng vài tuần sau nhập học. Bộ Nội vụ Anh đã phê chuẩn cho 666 trường độc lập được bảo lãnh visa du học cho trẻ em ở các học sinh nước ngoài. Năm 2017, Anh đã cấp 220 visa dạng này cho các công dân Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà các bạn cũng thể thấy từ đây, Bộ Nội vụ Anh đang rất
quan tâm đến vấn đề du học sinh Việt Nam và học sinh Việt Nam sang du học đã trốn và đi ra làm những cái việc khác. Và cuối cùng thì những đứa trẻ này thay vì sang đi học đã bị biến thành nô lệ ngay trên đất nước Anh, và bài báo được viết tiếp. Đây là hình ảnh của bà Cooper, Chủ tịch Ủy ban Tuyển chọn Nội vụ Anh. Bà Cooper, Chủ tịch Ủy ban Tuyển chọn Nội vụ Anh đã kêu gọi Bộ Nội vụ phải khẩn trương giải quyết tình trạng thao túng visa. Điều này thực sự gây sốc, không thể nào tưởng tượng được việc bọn trẻ phải rời xa nhà hàng ngàn cây số, đáng lẽ để đi học nhưng thực tế lại bị biến thành nô lệ trên đất Anh. Bà Cooper đã bộc bạch như vậy. Quan chức này cho rằng các trường cần phải chịu một phần trách nhiệm cho việc tuyển chọn của họ. Đáng nói, tất cả các trường được đề cập đến ở trên đều đã vượt qua những cuộc thanh kiểm tra của Bộ Nội vụ, vẫn được cấp visa bảo lãnh cho những học sinh đi sang. Một phát ngôn của viên của Bộ Nội vụ Anh nhấn mạnh, an toàn và lợi ích của trẻ em là điều được cân nhắc chính trong bất kỳ trường hợp nhận du học sinh nào, với sự chấp thuận bằng văn bản của cả cha và mẹ, bằng chứng về việc sắp xếp chăm sóc trẻ em đầy đủ theo yêu cầu. Và với những thông tin như thế này thì rõ ràng là trong thời gian tới Bộ Nội vụ Anh sẽ giảm chặt chẽ hơn nữa vấn đề visa đi du học sang Anh. Và tiếp theo, nhiều lo ngại những đứa trẻ đến từ Việt Nam sau khi bỏ trốn khỏi trường, ngoài đi làm lậu trong các cơ sở làm móng tay hoặc trồng cần sa bất hợp pháp, thì chúng có thể bị đưa vào các nhà chứa để bán dâm, thu lợi cho các tổ chức buôn người. Và đây là thông tin tiếp theo. Đây là hình ảnh của những người Việt Nam đang làm móng tay cho tiệm ở bên Anh. Các ông chủ tiệm salon làm móng tay đã khai thác triệt để những người đồng hương không có giấy tờ đến từ Việt Nam, vì khi những du học sinh này và những học sinh này trốn khỏi trường thì đương nhiên họ sẽ trở thành người không có giấy tờ. Trong khi nhiều tiệm nai, tức là tiệm làm móng tay và tiệm làm đẹp của đất nước là những doanh nghiệp có uy tín, cảnh sát nói rằng ngành công nghiệp này đã trở thành một điểm nóng của việc khai thác lao động. Khai thác lao động trong các quán làm móng tay là một trong những lĩnh vực phổ biến nhất của chế độ nô lệ thời hiện đại ở Anh. Ông Wackler thuộc cơ quan tội phạm quốc gia NCA nói với các nhân viên của chiến dịch Startup nô lệ trong thời gian vừa qua. Ông nói thêm, các điều kiện trong tiệm thường khá nhỏ và chật chội và có thể có mùi hóa chất mạnh. Người chủ những nô lệ này sẽ có mặt ở trong tiệm, thường đóng vai trò là người đón khách, gặp gỡ và chào đón khách hàng và thanh toán trong khi để mắt đến công nhân. Ngay cả khi sự thay đổi của họ cuối cùng đã kết thúc, các công nhân không có lối thoát bởi vì họ có xu hướng ngủ trong các phòng ở trên hoặc gắn liền với các tiệm và không có tiền để chi tiêu. Và tất nhiên trong những chia sẻ này thì có những cái người làm móng tay cũng đã tiết lộ rằng có những người ngoài cái thời gian họ làm móng tay ra thì họ cũng phải đi khách thêm, tức là bán dâm để kiếm tiền. Đấy là cái điều mà rất đặc biệt và chắc chắn rằng trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục diễn ra, vì rất nhiều người Việt Nam vẫn đang trên đường sang Anh và đang rất nhiều người cũng kẹt ở Pháp. Và với những bằng chứng điều tra trên của báo chí Anh thì chúng ta thấy rất rõ rằng sự bất lực của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc điều hành đất nước khi để những đường dây buôn người hoành hành từ trước đến nay tại Việt Nam. Chúng đã dụ dỗ, hứa hẹn và lừa dối hàng nghìn thanh niên, thiếu nữ bỏ xứ ra đi một cách bất hợp pháp, gây nên những hậu quả to lớn về mọi mặt cho cả Việt Nam và các nước nơi họ đến. Hơn lúc nào hết, các lãnh đạo đương nhiệm tại Việt Nam cần vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản độc tài, ngoại lai, chuyển đổi sang thể chế dân chủ và tự do để người dân thực sự được làm chủ và điều hành đất nước của mình. Có như vậy thì sự ra đi của thanh niên, thiếu nữ Việt Nam mới chấm dứt và các lãnh đạo Đảng Cộng sản có thể yên tâm quay đầu trở về với dân tộc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp và phục vụ các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.